Nghìn chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong tục học phương Đông thì thần tài là vị thần khai quản kinh tế, tài lộc của gia đình. Vậy nên việc thờ cúng thần tài cũng là điều được các gia chủ đặc biệt quan tâm và chú trọng. Ngày 10 tháng Giêng hàng năm còn được gọi là ngày vía thần tài. Đây là dịp người dân đổ xô đi mua vàng cầu may cho một năm mới tấn tài, tấn lộc, vạn sự như ý. Chưa dừng lại ở đó, những người làm ăn, kinh doanh, buôn bán còn đặc biệt chú trọng đến việc cúng thần tài vào đúng giờ hoàng đạo để cả năm sung túc đủ đầy. Ngược lại thì việc cúng thần tài sai thời điểm sẽ khiến thần linh của trách, tiền bạc lần lượt đội nón ra đi. Vậy quý bạn đã nắm được giờ cúng vía thần tài chính xác nhất để chào đón năm mới Quý Mão 2023 ngập tràn phúc lộc hay chưa? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tín ngưỡng thờ thần tài từ thời xa xưa tại Việt Nam bắt nguồn từ tâm lý e sợ các hiện tượng tự nhiên mà họ chưa lý giải được. Trong thời điểm lúc bấy giờ, đây là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt. Ngay từ buổi đầu hình thành nhà nước sơ khai, người ta đã biết thờ phụng các vị thần tự nhiên siêu nhiên như là thần đất, thần mây, thần mưa, thần gió, thần sấm. Và đó cũng là tâm lý thể hiện sự tri ân đến các sự vật, hiện tượng tự nhiên xung quanh, đã tạo cho họ có môi trường sống và làm cho cuộc sống của họ được giàu có, sung túc, bình an. Thần tài theo tín ngưỡng dân gian là một vị thần mang đến tài lộc của cải, sung túc cho gia đình. Mỗi khi làm việc gì, ta thường thấy gia chủ cầu khấn thần tài. Vậy năm 2023 Quý Mão cúng vía thần tài vào giờ nào để cả năm an lành, may mắn, vạn sự hanh thông? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu quý vị nhé! Thứ nhất là khung giờ tốt nhất để cúng thần tài. Theo các chuyên gia tâm linh, lễ cúng thần tài tốt nhất nên được tiến hành vào khung giờ buổi sáng từ 5 đến 7 giờ hoặc 11 đến 13 giờ. Từ 5 đến 7 giờ là giờ Tân Mão, tức là giờ Ngọc Đường, Hoàng Đạo, chủ về tài lộc phú quý. Cúng vía thần tài vào khung giờ này, công việc hanh thông, dễ phát tài, phát lộc như ý. Từ 11 đến 13 giờ là giờ Sát Ngọ, tức là tư mệnh hoàng đạo. Nếu cúng lễ trong khung giờ này thì việc khai trương, mở cửa hàng, ký kết hợp đồng, đầu tư kinh doanh vô cùng thuận lợi. Công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, càng ngày càng mở rộng quy mô kinh doanh, có nhiều tài sản tích lũy, tiền vàng nhiều vô kể. Khi cúng, người cúng có thể khấn theo văn khấn thần tài, nhưng nếu không biết thì tùy mục đích, nội dung khấn mà có thể cầu mong tiền tài, công việc làm ăn, kinh doanh sung túc, gia đình thịnh vượng, miễn sao là khi khấn thành tâm. Ngoài việc chuẩn bị mâm cúng thì bài khấn cũng rất quan trọng. Khi khấn thỉnh các vị thần tài thổ địa, các bạn hoàn toàn phải thành tâm, thành ý cúng các vị thần, có như vậy mới cầu mong được sự giúp đỡ tối đa từ các vị thần. Thứ hai đó là nơi cúng lễ thần tài phù hợp. Việc làm lễ cúng thần tài được cho là rất quan trọng vì theo dân gian, có đón thần tài mới bổ sung thêm được tài lộc trong năm. Người làm kinh doanh, không làm kinh doanh đều làm lễ giống nhau, chỉ khác là địa điểm người làm kinh doanh thờ thần tài nên làm lễ ở nơi kinh doanh chứ không nên làm lễ ở đình chùa. Người không kinh doanh có thể cúng ở nhà hay đình chùa đều được vì bản thân thổ địa thờ tại nhà cũng kiêm chức năng của thần tài. Nhiều người lễ ở nhà riêng thường đặt mâm cúng trước cửa hay ngoài sân hay là ban công. Thực tế cúng ngoài sân hay là ngoài cửa sẽ có vãng vong, dân gian gọi là vong lang thang và phá. Tốt nhất là ở nhà riêng nên đặt mâm cúng ở trong nhà. Thứ ba đó là đồ lễ cúng trên bàn thờ thần tài. Đồ lễ đơn giản, lễ vừa phải, không xa xỉ, lãng phí mới được thần tài chú ý. Đa phần chỉ cần hoa tươi, quả tươi và nước sạch. Nhiều nơi làm lễ cúng thần tài to hơn cả cúng tất niên là không cần thiết. Có một số lưu ý như sau. Về hương, có nơi cho rằng thắp vào sáng, có nơi cho rằng cần thắp vào chiều tối, thực ra không cần thiết và không có quy định cụ thể. Có thể chọn giờ tốt cho cúng lễ trong ngày hoặc là chọn ngày giờ tốt có sao tốt để kích hoạt trường khí dễ hơn. Về nước, chén, để nước cần phải rửa sạch trước khi lấy nước mới, chỉ cần một chén nước là đủ chứ không phải ba hay là dăm chén nước. Không để quá đầy, cần phải cách miệng chén một khoảng là 1 cm, cẩn thận không để nước tràn ra hoặc làm đổ lên bàn. Về hoa, bình hoa có thể bằng thủy tinh, gốm sứ đều được, chỉ nên chọn hoa tươi, hoa có nụ và có hương thơm càng tốt, không nên dùng hoa giả. Về quả, quả nên chọn loại tươi ngon, hình nguyên vẹn, thường là dùng táo, lê, chuối, cam hay là quýt, cũng như hoa không dùng hoa nhựa, quả nhân tạo không ăn được.
Về đèn nến, đèn cúng là đèn thật như là đèn dầu, nến, không dùng đèn nhấp nháy, đèn điện vì đều tạo ra trường khí xấu, ảnh hưởng đến việc thờ cúng. Quý vị thân mến, mỗi dịp Tết đến, xuân về, các gia chủ thường đặc biệt chú trọng việc trang trí lại ban thờ thần tài sao cho đẹp đẽ để cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình của mình. Là một trong những vật phẩm phổ biến nhất không thể thiếu trên bàn thờ thần tài chính là hoa tươi, hoa tượng trưng cho những điều tốt đẹp nhất trong trời đất, nguyện ý thể hiện lòng thành của gia chủ muốn gửi gắm tới chư vị thần linh. Vậy quý bạn đã nắm bắt được đâu là những loại hoa phù hợp để đặt lên trên bàn thờ thần tài hay chưa? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Thứ nhất là hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn là loài hoa đẹp và trang nghiêm, mang rất nhiều ý nghĩa quý, nên là loại hoa thường được dùng trong việc thờ cúng như cúng gia tiên, cúng Phật. Đây là loài hoa biểu tượng cho sự thịnh vượng, phồn vinh, quý phái, nên khi thờ hoa mẫu đơn trên bàn thờ thần tài, thổ địa sẽ mang tới cho gia chủ thịnh vượng, hạnh phúc và rất nhiều may mắn, tài lộc. Thứ hai đó là hoa cúc. Danh sách các loài hoa mang lại may mắn trong bộ tứ quý gồm tùng, cúc, trúc, mai. Cúc đứng thứ hai mang ý nghĩa trường thọ và phúc lộc. Hoa cúc là loài hoa quen thuộc để trưng trong dịp Tết. Trong phong thủy, hoa cúc mang ý nghĩa của sự sống, của niềm vui và tài lộc đầy nhà. Màu sắc rực rỡ của hoa cúc giúp làm ấm và sáng bàn thờ. Đây là điều tốt trong thờ cúng tâm linh và phong thủy. Có rất nhiều loại hoa cúc bạn có thể sử dụng làm hoa cúng ông địa thần tài như cúc vàng, cúc đại đoá. Chúng đều đại diện cho vận may và sự thăng tiến của tài lộc. Tuy nhiên bạn phải lưu ý không nên sử dụng cúc vạn thọ vì loài hoa này có mùi hôi khó chịu, không thích hợp dùng làm hoa cúng. Điều thứ ba là hoa thủy tiên. Hoa thủy tiên được ví như chén ngọc, đĩa ngà, mang ý nghĩa cát tường như ý. Thủy tiên có vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh cao, bay lên bàn thờ ông địa thần tài rất lung linh. Theo phong thủy, hoa thủy tiên giúp khử tà, mang vượng khí và cát tường cho gia chủ. Trưng thủy tiên rất cầu kỳ, phải đến ngày để hoa nở đúng dịp mình muốn. Nếu hoa nở đúng giao thừa hoặc những ngày quan trọng thì càng gặp nhiều may mắn. Đứng thứ tư là hoa đồng tiền. Đúng như tên gọi, loài hoa này có ý nghĩa mang tài lộc và tiền của cho gia chủ. Hoa đồng tiền còn có ý nghĩa về sức khỏe, tuổi thọ, chào đón một năm nhiều an lành. Với giá thành rẻ so với mặt bằng hoa Tết trên thị trường, hoa đồng tiền là sự lựa chọn ưu tiên khi mua hoa cắm trên bàn thờ ông địa thần tài. Hoa đồng tiền có nhiều màu sắc như đỏ, cam, vàng, mỗi màu có một ý nghĩa khác nhau. Hoa vàng tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn, hoa đồng tiền cam mang đến sự tươi vui và rực rỡ. Đứng thứ năm là hoa lai ơn. Hoa lai ơn còn có tên gọi khác là hoa sơn hay là hoa lan kiếm. Đây là loài hoa có nguồn gốc từ châu Âu và châu Phi. Hoa lai ơn được cho là loài hoa tốt đẹp, có tác dụng xua đuổi tà ma, điểm xấu, cũng như mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Mỗi màu hoa lai ơn lại có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ hoa lai ơn đỏ thể hiện cho tình yêu say đắm. Lai ơn trắng có ý nghĩa tình bạn cao cả. Lai ơn hồng phớt thể hiện cho sự ngưỡng mộ. Lai ơn hồng thẫm mang ý nghĩa lòng biết ơn. Hay tình yêu nồng cháy là ý nghĩa của hoa lai ơn cam. Loài hoa này rất thích hợp đặt trên bàn thờ ông địa thần tài vì ý nghĩa may mắn như là ý xua đuổi những điểm xấu cho gia đình của bạn. Hai khung giờ tốt nhất để cúng thần tài năm Quý Mão 2023. Theo các chuyên gia tâm linh, lễ cúng thần tài tốt nhất nên được tiến hành vào khung giờ buổi sáng từ 5 đến 7 giờ hoặc 11 đến 13 giờ. Từ 5 đến 7 giờ là giờ Tân Mão, tức giờ Ngọc Đường Hoàng Đạo, chủ về tài lộc phú quý. Cúng vía thần tài vào khung giờ này thì công việc hanh thông, dễ phát tài, phát lộc như ý. Từ 11 đến 13 giờ là giờ Giáp Ngọ, tức tu mệnh Hoàng Đạo. Nếu cúng lễ trong giờ này thì việc khai trương, mở cửa hàng, ký kết hợp đồng, đầu tư kinh doanh đều vô cùng thuận lợi. Công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, ngày càng mở rộng quy mô, có nhiều tài sản tích lũy, tiền vàng vô kể.